Em xin chào các bác, em là Tuấn Mắc Cạn. Hôm nay em về cái loại cây phi điệp lộc bắc các bạn. Lá thì nó là lá nhựa, thân nó thì nói về độ lù thì các bác cứ yên tâm là dòng này nó hay lắm các bạn. Nó là cái dòng nó không thắt ngọn, cho nên là tại sao mà nhiều bác lại thích cho thế. Đây, cái đang về em dò đang có lụ này. Này này, em đang kích cho nó ra kia nhưng mà nó lại thành hoa các bạn. Em thế. Đây đang có lụ rồi. Mầm thì là mầm ná nhưng mà lại ra kia đây. Các bạn nhìn có để ý đây mầm ná không? Đây có một cái lá bé này. Thế. Thế chị có đây là bản lá của lá của lộc bắc, lá của loại bé nhá, không to đâu. Còn cái trên ngọn này nào không nọ, em cắt cái ngọn này đi, em cắt đi để nó không ra ngọn, nó để cái thân này nó thành cái phòi ra kia, nhưng mà cắt xong nó thấy nó lại phòi lên tiếp các bạn, cay thật đấy. Thế thì đây em cho các xem cái phần thân to nhất của phần lộc bắc này. Đây là điếu thuốc nhá, thì điếu thuốc chưa là gì so nó cả, ngón tay út của em cũng chưa là gì cả, nó phải dạng ngón tay cái các bạn, nó gần bằng to cái bật lửa luôn đấy, nhìn chất lắm. Đó là có nhà ý sưu tầm cái dòng lộc bắc này, em bán là 10 triệu cái chậu này. Để em đo chiều kích thước nó nhá, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, nó khoảng gần 2 mét. Mỗi găng tay của em nó khoảng 23 phân. Đấy, cho các bác xem những cái giò phi độc lộc bắc này. Để cạnh cái ghế này cho các bác dễ tưởng tượng nhé. Rồi em bán là 10 triệu. Phần thân ụ nhất này. Cái này mà ươm kia thì sẽ được rất là nhiều mắt. Nhưng mà bây giờ ngọn nó cứ đi mầm này các bạn, nó cứ đi cuối năm thế. Sang năm nó lại đi tiếp thì các bác thử tưởng tượng xem nó phải dài 2-3 mét. Trừ khi là mình cắt đi thì nó không đi, nếu mà mình cắt cụt thế này thì thôi nó chịu rồi. Còn không, bây giờ đây mầm gốc đang đi này. Cái mầm này hứa hẹn nó sẽ còn dài hơn cả mẹ nó. Cho nên cái dòng thân lá này giá nó cao. Đây nó có mấy lụ hoa. Mặt hàng thứ hai em về trầm rừng. Trầm rừng giống này 70.000 một lạng các bạn. Trầm rừng Myanmar hàng giống này. Có 70.000 một lạng các bạn, tha hồ một chồng. Mua dăm 3 lạng về các bạn có một giỏ, mà riêng trầm thì các bác cứ chỉ cần đừng có tưới nước nhiều quá. Chăm sóc nó ở cái chế độ là hạn chế nước. Vỏ thông với cả than củi là cây đã phát triển rất là tốt rồi, và đặc biệt là không bị sâu bệnh. Riêng trầm này trừ khi ẩm quá thì nó hay thối nhũn, chứ còn không thì rất khó mà nó để nó bị bệnh được. Trầm rừng em bán 70.000 một lạng các bác nhé, số lượng có mấy chục cân này. Còn Di Linh Xuân đây, hôm nay em bắt đầu mang trồng. Di Linh Xuân 80.000 một cốc, các bác lấy thêm đổ ra. Địa Lan Trần Mộng 100 một cân. Địa Lan Trần Mộng thì mới trồng thì bao giờ các bác trồng xong nó sẽ bị sốc nhiệt thì nó sẽ bị vàng lá, xong rồi nó đẻ ra tiếp. Trầm Trắng 300 một bảng. Trầm Cửu Long cũng 300 một bảng, à, một chậu. Trầm Cửu Long đẹp lắm. Ngoài ra còn có Hoàng Nhạn, Hoàng Nhạn 4N 300 một chậu. Cát Thái là 100 một chậu như này. Kiếm xanh thái 1 triệu một mẹ một con. Còn đây là cái loại kiếm semi quả dừa này. Semi quả dừa này thì này em bán là cái này là nó
lưỡi nó màu cam cam. Cái này cũng là 1 triệu là một mẹ một con các bác. Nhưng bây giờ thành 2 thân, hồi trước em bán nó ngắn này, bây giờ lớn này. Đai châu giống. Đây đai châu giống em trồng thế này các bác này. Bây giờ em chỉ cần thả phân tan chậm vào đây. Đai châu giống em bán là 25.000 một cây. Trong này thì vẫn có phi điệp lá mít này các bạn này, phi điệp lá to lắm, 600 một khóm, nó dài khoảng 4 phân đây, bảo nó hơi lòng hoàng tí nhưng mà lá to lắm, 600 một khóm. Ở đây em có hai bụi này cũng có 5 thân đấy các bạn, bụi này thì 2 cân các bạn. Có điều kiện chơi cái bụi vật vã này. Bụi này là 9 triệu này. Gần 2 cân, 9 triệu các bạn. Đây nó chỉ có 1 này, 2 này, 3, 4. Nó có đúng 5 thân các bạn, nhưng mà nó thân giả nó quá nhiều. Thân mẹ của nó dài 2 4 6 8 10. Thân mẹ dài gần 2 mét. À đâu? Dài hơn mét. Thế các bác so sánh giữa em bán cái dòng thân này mà em tách cái thân già ra để nó nhẹ hơn và em bán cho các bác thì các bác vẫn được hưởng lợi hơn. Còn đây các bác lấy cả bụi này em cứ cân lên thì bán ra nguyên không, nhưng mà được cái lá này nó to. Lá hàng Mắc Cạn này em nhìn nó ra lá lắm. Đây. 4 ngón tay em vừa. Đấy. Còn bụi này 3 triệu này. Bụi này 3 triệu này các bạn. Bụi này có 2 4 5 6 thân. Bụi 6 thân này. Mắc nếu mà không ấy thì vừa sức thì chơi cái loại này. 3 triệu bụi này. Em chỉ bán 1 2 ngày mà bán không được em mang về em trồng hết, tại vì riêng phi điệp này thì em làm giống nhiều. Trong này có bảng giớn này. Bảng giớn 15 60 20.000 này. 15 40 là 16.000 này. À 15 15-40 là 15.000 này. 10-40 là 13.000 này. Đấy. Đó nhá. Để em nói lại cái bảng giá mới của em nhá. Bảng giớn 15-60 là 20.000 này. 15-40 là 15.000 này. Và 10-40 là 13.000. Đấy. Các loại chậu, các loại phân bón em đủ hết. Ở đây có đồ ngâm rượu. Các bác có nhu cầu đồ ngâm rượu liên hệ em nhá. Đầu tiên là nói qua về cái đồ rượu thì đây vẫn là một nghề của em. Đây đây là sâm cao khô này, đây là sâm cao đỏ phơi khô này, thơm lắm. Cái này là 200 một cân khô này. Còn lấm ngọc cẩu này, lấm ngọc cẩu khô, cái này là tự em làm có nhé, năm nào em làm. Lấm ngọc cẩu khô là 200 một cân. Các bác mua lấm ngọc cẩu của em rất nhiều thì hầu như là không ai chê cả, vì em sấy một cách rất là thơm. Còn nụ gối khô là cũng 200 một cân. Tầm gửi nghiến là 50.000 một cân. Tầm gửi nghiến thì ngoài này em có nhiều lắm. Tầm gửi nghiến 50.000 một cân. Các loại vật tư như là chậu thì đây. Vật tư Hùng Nguyễn này 20.000 một lọ này. Vỏ thông từ số 1 đến số 4 là có hết rồi nhá. Kích kỳ xanh là 50.000, kích kỳ đỏ 60.000. Đây có lọ rốt tinh này. Lọ này vừa chữa bệnh vừa ươm mầm kỳ này. Cái nào mà các bác chưa ra lá, các bác thả cái bột này vào tốt lắm. Cái này của Mỹ 220. Bencola này. Super Thai là 350 này. Đây các loại chậu này, chậu giả đất phi 21 này. Chậu giả đất phi 14,5 này, cái này có 5.000 này. 5.000 cái chậu này. Đẹp lắm. Rêu sâu đây. Rêu sâu khô, còn đây là em cho nước rồi nhá. Rêu sâu là 40.000 một lạng này. Lúc khô nó thế này này con này. Lúc khô thế này này. Khô tươi nó khác nhiều nhau như đây. Đấy. Đấy. 350 một cân. Còn rêu trắng này. Rêu trắng này là 150 một cân này. Đáp đồng này là 13.000 cái. Đây các loại chậu đen nữa. Rồi em cảm ơn các bác.